Kiếp trước anh đã phụ lòng người huynh đệ yêu anh suốt 60 năm, kiếp này anh nhất định phải trói chặt cô ấy bên cạnh mình. Vì vậy anh chuẩn bị lừa cô ấy sinh con cho anh. Hôm nay Tần Tiểu Ngư tổ chức sinh nhật cho anh, trực tiếp bỏ ra 100 vạn tặng cho anh một chiếc đồng hồ bách đạt phỉ lệ. Cảnh tượng làm bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm, chị dâu đối với sếp còn thật sự rất đau lòng à. Tần Tiểu Ngư tự mình mang đồng hồ cho anh. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha, tôi nói với cậu, tôi ngay cả ba tôi cũng chưa từng tặng quà đắt tiền như vậy. Nhưng cậu là lần đầu tiên, cậu cũng đừng quá cảm động, ai bảo cậu là người tốt nhất. Tần Tiểu Ngư còn chưa dứt lời, anh trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, cả người Tần Tiểu Ngư đều bị bao trùm, trái tim nhảy nhót như hươu con chạy loạn. Lão Trần, tại sao cậu lại đột nhiên ôm tôi, hơn nữa cậu ôm chặt quá, tôi sắp không thở nổi. Anh lúc này mới ý thức được mình vừa rồi quá kích động. Tần Tiểu Ngư cảm ơn anh vì món quà của cậu, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được món quà quý giá như vậy. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, ai nha, đây thật sự không có gì tốt lắm, mọi người mau ăn cơm đi, bụng tôi đã sớm đói đến ừng ực kêu lên, kế tiếp mọi người cao hứng ăn uống. Đảo mắt đến 10 giờ 30 phút tối, vốn là anh muốn mọi người ở lại đây qua đêm, nhưng bọn họ thật sự nói không muốn ở đây quấy rầy thế giới của hai người anh và Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư có chút giờ khóc giờ cười, anh cũng là không có cách nào giữ bọn họ đành tiễn bọn họ về. Tần Tiểu Ngư ngáp một cái thật lớn, anh bất đắc dĩ cười nói xong, Tiểu Ngư mệt mỏi liền lên lầu ngủ đi. Lại nói đến ngày đầu tiên sống chung với Tần Tiểu Ngư, cảm giác vẫn không tệ lắm. Anh thu dọn xong hết thảy, rửa mặt trở về phòng ngủ, nhưng điều khiến anh không nghĩ tới là Tần Tiểu Ngư lại đi nhầm phòng ngủ ở bên trái của anh. Sáng sớm hôm sau Tần Tiểu Ngư tỉnh ngủ, duỗi ra một cái lưng lười biếng, cô ấy vung tay sang bên cạnh, kết quả liền sờ đến cơ ngực của anh. Thanh niên ngây thơ còn tự mình lẩm bẩm ai nha, cảm giác này sao lại giống cơ ngực của lão Trần như vậy chứ? Tôi có phải đang nằm mơ hay không? Thật sự là khó xử a. Cư nhiên lại mơ thấy cùng lão Trần ngủ chung giường, bất quá cảm giác giấc mộng này hình như cũng không tệ lắm. Ta ngủ thêm một chút, kết quả Tần Tiểu Ngư đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn, cô mãnh liệt mở mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, mình cư nhiên thật sự ngủ bên cạnh lão Trần tình huống gì. Tần Tiểu Ngư nhìn kỹ đồ trang trí trong phòng, lúc này mới phát hiện mình đi nhầm phòng. Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ trán mình còn đỡ thì không sao, thừa dịp lão Trần còn chưa tỉnh giấc, ta vẫn mau trở lại phòng mình đi. Bằng không, lão Trần nên cho rằng ta là nữ lưu manh. Tần Tiểu Ngư thật cẩn thận từ trên giường đứng dậy, sợ sẽ đánh thức anh, kết quả anh vẫn tỉnh. Tần Tiểu Ngư, cậu lén lút ở trong phòng tôi làm gì? Không có a, ai lén lút, tôi chỉ là đến gọi cậu ăn sáng, thật sự là bội phục Tần Tiểu Ngư, năng lực ứng biến phi thường, gọi tôi ăn sáng vậy tại sao cậu lại có bộ dạng lén lút? Tôi làm sao có lén lút làm bữa sáng, tôi chỉ nhìn cậu ngủ như vậy, không đành lòng đánh thức cậu mà thôi. Được rồi, nếu cậu đã tỉnh rồi, mau xuống lầu ăn cơm đi. Tần Tiểu Ngư ra khỏi phòng ngủ của anh, hung hăng chửi bới anh một chút. Anh cũng nhanh chóng rời giường liền trực tiếp xuống lầu, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Tần Tiểu Ngư mặc tạp dề đang làm bữa sáng. Không thể không nói nhìn Tần Tiểu Ngư mặc tạp dề, bận rộn trong phòng bếp thật đúng là có loại cảm giác hiền thê lương mẫu. Lúc này Tần Tiểu Ngư cũng nhìn thấy anh, lão Trần mau tới đây ăn áng, tôi đã làm xong rồi. Thật sự không phải là khoe khoang với cậu, một cô gái hiền lành như tôi, tương lai nếu ai cưới tôi, anh ấy tuyệt đối kiếm được nhiều tiền. Nghe nói vậy tôi trực tiếp bật cười. Nụ cười này không quan trọng, Tần Tiểu Ngư trực tiếp hỏi anh, lão Trần cậu cười cái gì, chẳng lẽ tôi không hiền lành sao? Tôi thừa nhận trình độ nấu cơm của tôi kém một chút, nhưng tôi cũng có tiến bộ. Anh nghẹn ngào nói, được rồi, nể tình cậu tiến bộ như vậy, vậy tôi cho cậu một phần thưởng nhỏ đi. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt chờ mong, mau nói cho tôi biết, tôi nói đùa một câu phần thưởng này chính là cho cậu một lần. Tiểu Ngư nghi hoặc cho tôi một lần có ý nghĩa gì? Cậu mau giải thích cho tôi một chút. Trong lòng anh nghĩ, đương nhiên là thưởng cho cậu một lần cắt giá, ngoài miệng lại nói không có gì, ý tôi là phần thưởng cho cậu đã chuẩn bị xong. Anh trực tiếp lấy ra một sợi dây chuyền nữ tính trị giá 2 triệu, xem có thích hay không. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt ngạc nhiên lão Trần, vậy mà cậu lại tặng tôi sợi dây chuyền thật xinh đẹp. Không phải là thương hiệu rất nổi tiếng ở nước ngoài chứ, cái này cũng quá đắt tiền, nhưng thật sự rất đẹp, cậu mau giúp tôi gieo. Anh gật đầu, sau đó đeo vòng cổ cho Tần Tiểu Ngư. Không nói Tần Tiểu Ngư dáng người nhỏ nhắn, một khuôn mặt tình yêu đầu tiên là loại vòng cổ thiên thanh thuần đáng yêu, sợi dây chuyền này đeo trên cổ cô ấy càng thêm khí chất. Tần Tiểu Ngư cười hì hì nói lão Trần, tôi cảm thấy cậu rất có ánh mắt nha. Tôi thật sự rất thích cái vòng cổ này, tôi đáp ứng cậu tuyệt đối mỗi ngày đều mang theo bên mình, dù bất cứ chuyện gì tôi cũng tuyệt đối sẽ không tháo xuống. Cậu cũng sẽ đồng ý với tôi chiếc đồng hồ tôi tặng cậu mỗi ngày cậu cũng phải mang theo, anh cười đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, anh cùng Tần Tiểu Ngư trở lại trường học. Trước tiên đến quán trà sữa của anh xin 2 ly trà sữa Tiểu Ngư.
Vừa định ra ngoài, tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân lập tức nói: "Ông chủ, ngài đi thong thả." Nhất thời không ít đàn chị đều kinh ngạc nhìn anh. Tần Tiểu Ngư bộ dạng thần bí: "Lão Trần, vừa rồi cậu có chú ý hay không?" Mấy đàn chị sau khi biết cậu là ông chủ đều nhìn thẳng vào cậu. Anh thản nhiên trả lời: "Hình như đúng không chú ý lắm." Anh vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể để Tần Tiểu Ngư mặc cosplay cho anh xem. Thành thật mà nói, nhiệm vụ mà hệ thống phát hành lần này có chút biến thái, nhưng tôi rất thích, tôi quả thật muốn nhìn một chút bộ dáng Tần Tiểu Ngư mặc cosplay. Nhưng đột nhiên đưa ra hình như có chút quá đó, cho nên phải lập một lý do chính đáng. Rồi Tần Tiểu Ngư hì 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 cười: "Tôi hiểu, lão Trần chính là con vịt chết cứng miệng, rõ ràng chính là thầm mến tôi còn không thừa nhận. Nếu không, cậu giải thích sao sáng nay tôi cũng mặc loại quần đùi siêu ngắn thì nhìn. Nhưng những đàn chị vừa rồi, ai nấy đều mặc quần đùi siêu, chân còn dài như vậy, cậu lại hoàn toàn không để ý tới. Cho nên tôi cảm thấy cậu chính là đang thầm mến tôi, đừng ngại thừa nhận nha. Huynh đệ, cậu xinh đẹp hào phóng, dáng người lại đẹp, trừ phi anh thích nam nhân, bằng không có đạo lý không thích tôi." Anh giờ khóc giờ cười gõ lên đầu Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư: "Tuy rằng cậu nói có chút đạo lý, nhưng tôi và mấy đàn chị kia lại không quen thuộc, tôi cũng không thể đi lên liền nhìn chằm chằm đùi người ta đi. Vậy tôi có thể chết vì tính tò mò rồi. Lão Trần, cậu chuyển đề tài đúng không? Tôi vừa hỏi cậu thành thật có phải là thầm mến tôi hay không?" Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư không ngừng truy vấn, anh trực tiếp đánh liều: "Được rồi, tôi thừa nhận tôi thầm mến cậu." Anh thừa nhận quá nhanh, trực tiếp đem não của Tần Tiểu Ngư làm cho rối loạn. "Lão Trần, sao lại thừa nhận nhanh như vậy? Không đúng, tiểu tử ngươi sẽ không hoàn toàn không coi tôi là phụ nữ chứ?" Không thể không nói Tần Tiểu Ngư không hổ là một người thật đáng yêu, tôi đều tâng bóng với cậu, cậu còn có thể hiểu được như vậy. Sau đó chúng ta đi vào một nhà hàng nhỏ ăn cơm, lúc này Tần Tiểu Ngư chú ý tới anh chọn quần áo trên điện thoại di động. Cô tò mò hỏi: "Lão Trần, muốn mua quần áo sao? Sao vẫn là nữ trang a? Tiểu tử ngươi không phải có sở thích gì đặc biệt nha?" Lời này trực tiếp làm cho tôi buồn cười: "Tần Tiểu Ngư, cậu có biết cậu đang nói gì không? Tôi chọn trang phục nữ là tặng cho con gái, tôi nào có biến thái như cậu nghĩ." Tần Tiểu Ngư thật sự nói: "Ai nha Lão Trần, cậu muốn tặng cho cô gái nào đó không phải là mua cho tôi chứ? Bất quá bộ quần áo này cảm giác có chút giống quần áo trong anime, nhìn thì rất đẹp, nhưng tôi mặc cái này có phải hơi khó chịu hay không?" Anh nghiêm trang lừa gạt Tần Tiểu Ngư, chẳng lẽ cậu còn sợ sao? "Nếu cậu cảm thấy đẹp thì tôi liền đặt hàng, đến lúc đó về nhà mặc cho tôi xem." Tần Tiểu Ngư gật đầu: "Mặc cho cậu xem thì mặc cho cậu xem, có gì to tát đâu. Dáng người của tôi tốt như vậy, mặc bộ quần áo này khẳng định siêu đẹp, nhưng tôi cũng muốn mua một bộ cosplay phiên bản nam, cậu cũng mặc cho tôi xem, như vậy mới công bằng." Anh gật đầu: "Được, công bằng." Thấy chúng ta cùng mặc, Tần Tiểu Ngư cười hì hì: "Ok, quyết định vui vẻ như vậy. Chủ yếu là muốn mặc cosplay giống tình nhân, còn có thể nhân cơ hội chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn bè." Lúc này Tần Tiểu Ngư nhận được điện thoại của mẹ anh. "Dì sao đột nhiên gọi điện thoại cho con nha?" Mẹ cười nói: "Không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi khai giảng một thời gian, hai đứa ở bên đó còn thích ứng không? Mùa hè này các con chen chúc trong ký túc xá nóng không?" Tần Tiểu Ngư trả lời: "Rất thích ứng a, chúng con hiện tại không ở phòng ngủ, lão Trần mấy ngày trước ở bên Thượng Hải mua một căn biệt thự, hai đêm nay chúng con ở đó." Mẹ vẻ mặt khiếp sợ: "Cái gì, con sống chung với Trần Khải, thằng nhóc thúi này càng ngày càng quá đáng, Tiểu Ngư, nếu Trần Khải dám khi dễ con, nói cho dì biết, ta chắc chắn sẽ làm chủ cho con." Nghe mẹ chồng tương lai nói như vậy, Tần Tiểu Ngư vẫn rất vui vẻ. "Nếu là khi dễ con thì tốt rồi." Mẹ trực tiếp sợ ngây người: "Tiểu Ngư, con vừa nói cái gì?" Lúc này Tần Tiểu Ngư mới ý thức được mình nói chuyện lại không dùng não, nhanh chóng giải thích: không có, lão Trần đối với con rất tốt. Lần sau nghỉ lễ khẳng định trước tiên về Giang Bắc thăm dì cùng chú. Mẹ cười gật đầu, nói một tiếng: "Được," liền cúp điện thoại. Lúc này Chu Lệ Lệ tò mò hỏi: "Tiểu Ngư vừa mới gọi điện thoại cho ai nha? Một câu con hai câu con còn thân thiết hơn mẹ ruột nha." Tần Tiểu Ngư cười nói: "Là mẹ của lão Trần, các người không biết mẹ Trần đối với ta tốt như nào đâu." Tần Tiểu Ngư nói lời này, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cho mấy nữ sinh Chu Lệ Lệ chỉnh không được gặp qua nam nữ tú ân ái phát cẩu lương. Còn chưa từng thấy mẹ chồng tương lai của mình, nghe được bạn cùng phòng trêu chọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tiểu Ngư trong nháy mắt liền đỏ lên, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá nữ sinh, đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy của anh. "Lão Trần, rốt cục cậu cũng ra ngoài, chân tôi chờ cậu cũng có chút mỏi nha, anh trêu chọc thì làm sao bây giờ, nghe lời này của cậu có nghĩa là muốn tôi cõng cậu sao?" Tần Tiểu Ngư cười hì hì: "Đúng là cậu hiểu tôi, bất quá nơi này có quá nhiều người, đến bên ngoài trường học cậu cõng tôi đi." Anh trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Tần Tiểu Ngư: "Mau lên đi, không phải đứng chân đều mỏi rồi sao?" Tần Tiểu Ngư nhìn thấy anh quyết đoán như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khó có thể ức chế, ngoài miệng lại nói không những lời trái tim lại muốn.
Ai nha lão Trần, cái này thật không thích hợp a, vừa nói vừa trực tiếp nhảy lên. Tần Tiểu Ngư ôm cổ anh khóe miệng không khống chế được, đây là có không ít bạn học nhìn qua. Một nam sinh ở nơi công cộng nhìn tới, một nam sinh cõng một nữ sinh, huống chi hiện tại anh cũng là nhân vật phong vân của trường. Tần Tiểu Ngư cười nói lão Trần ở trường còn rất hoan nghênh nha. Dùng một loại biểu tình hận không thể ăn anh nhìn chằm chằm anh, Tần Tiểu Ngư nói lời này. Một giọng điệu chua xót, nhất thời nhịn không được muốn trêu chọc cô ấy. Tần Tiểu Ngư lời này sao lại chua hoa mấy lần, không biết còn tưởng rằng cậu ghen rồi. Tần Tiểu Ngư mặt nhỏ nhắn đỏ lên, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao? Tuy rằng lão Trần không thích những nữ sinh kia, nhưng không biết vì sao trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Vì thế Tần Tiểu Ngư nghiêm trang nói lão Trần, tôi nhất định phải trịnh trọng nói với cậu một chuyện. Chúng ta hiện tại đã học đại học, tuổi này yêu đương rất bình thường nhưng cậu phải biết rằng bên ngoài có một số cô gái rất xấu, phải luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối không được bị cám dỗ. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải ghen, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy con trai ở bên ngoài phải bảo vệ bản thân mình. Anh nghe vậy cười ha ha, có thể đem ghen tuông nói thành thoát tục như vậy, cũng chỉ có Tần Tiểu Ngư có thể làm được. Anh đành phải theo cô ấy nói, được rồi, tôi hứa với cậu nhất định sẽ chú ý. Tôi mặc quần áo cosplay cũng chỉ để cho cậu một mình nhìn. Tần Tiểu Ngư nghe được điều này ngây thơ nở nụ cười, trong đầu lại bắt đầu điên cuồng suy nghĩ các loại hình ảnh kỳ quái. Kiếp trước anh đã phụ lòng người huynh đệ yêu anh suốt 60 năm, kiếp này anh nhất định phải trói chặt cô ấy bên cạnh mình. Vì vậy anh chuẩn bị lừa cô ấy sinh con cho anh. Anh đã thiết kế đồng phục cosplay cho Tần Tiểu Ngư, không biết Tần Tiểu Ngư mặc vào sẽ như thế nào, nghĩ đến đây anh có chút không thể chờ đợi được. Mang Tần Tiểu Ngư ra ngoài ăn tối xong, trực tiếp về nhà. Sau khi về đến nhà, Tần Tiểu Ngư trực tiếp nói lão Trần, cậu không phải muốn nhìn tôi mặc cosplay này sao? Tôi hiện tại đi thay, nhưng nói trước đi, lúc tôi thay quần áo cậu cũng không được nhìn trộm. Anh nói đùa chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi là loại người nhìn trộm cậu thay quần áo sao? Tần Tiểu Ngư gật đầu cũng tin tưởng vào nhân phẩm của lão Trần, vậy tôi đi thay rồi, cậu ở đây chờ tôi, nói xong liền cầm cosplay lên lầu. Lúc này mẹ tôi gọi điện thoại video, con và Tiểu Ngư xác định thứ 6 trở về Giang Bắc đúng không? Anh còn chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy Tần Tiểu Ngư thay cosplay từ trên lầu xuống. Thế nào lão Trần, tôi mặc cái này có phải rất đẹp hay không? Mẹ tôi nhìn thấy Tần Tiểu Ngư ăn mặc như vậy, trực tiếp kinh hô tốt, người trẻ tuổi các con rất biết chơi đùa nha. Lúc này anh thật sự có chút không biết nói gì, sao sớm không xuống muộn không xuống, cố tình là lúc này xuống. Dựa theo năng lực tượng tượng cường đại của mẹ, hiểu lầm này có thể náo loạn rồi, vạn nhất lại truyền đến chỗ ba mẹ Tần Tiểu Ngư. Nhưng lại có chút gì đó, không biết, còn tưởng là anh đem Tần Tiểu Ngư làm hỏng. Nghĩ tới đây anh vội vàng giải thích mẹ, mẹ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a. Con và Tiểu Ngư chỉ là muốn tham gia một triển lãm hoạt hình, cho nên phải mặc một ít quần áo hoạt hình. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt bối rối, lúc này mới phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại video với mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy thoáng cái liền đỏ lên lão Trần sao cậu không nói sớm nha, mấy người, Tần Tiểu Ngư hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Cô ấy cũng giải thích gì, dì ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, con và lão Trần thật sự không phải như dì nghĩ. Đều là lão Trần nói muốn nhìn con mặc, con nghĩ dù sao chúng ta cũng là người một nhà, vậy thì mặc cho hắn xem. Tiểu Ngư giải thích cho mẹ, nhưng càng giải thích càng hiểu làm. Ai nha, không cần giải thích, ta sẽ không quấy rầy các người trước, các người chậm rãi chơi đùa. Nói xong mẹ liền trực tiếp cúp máy. Còn Tần Tiểu Ngư thì thẹn thùng chui vào trong ngực tôi lão Trần à, tôi cảm thấy mất mặt về nhà rồi, hiện tại làm sao bây giờ phải giải thích rõ ràng với gì chứ? Ông ấy có thể cho rằng hai chúng ta đang làm cái gì, vai diễn kỳ quái hay không? Tôi nhìn bộ dạng của Tần Tiểu Ngư còn có thể làm sao bây giờ, hiểu lầm thì hiểu lầm rồi. Dù sao hai chúng ta đang làm chuyện cũng không sợ hiểu lầm, huống chi bị mẹ hiểu lầm so với bị người ngoài hiểu lầm còn mạnh hơn. Ít nhất mẹ sẽ không nói lung tung khắp nơi, nghĩ như vậy có phải còn rất may mắn. Tần Tiểu Ngư bị anh lừa gạt sửng sốt, cô ấy gật gật đầu nói hình như có chút đạo lý, nhưng thứ 6 này chúng ta sẽ trở về Giang Bắc đến lúc đó nhìn thấy chú và dì thật xấu hổ nha. Quên đi, lão Trần, cậu xem sau khi tôi mặc cosplay cảm thấy thế nào a? Tần Tiểu Ngư vừa rồi còn buồn bực đâu. Kết quả một giây sau liền vẽ gió đột biến, bắt đầu khoe khoang mình mặc cosplay xinh đẹp cỡ nào. Không thể không nói Tần Tiểu Ngư lúc này nhìn rất đê e lệ. Lúc này hệ thống vang lên gợi ý âm thanh nữ huynh đệ tình cảm biến chất, phần thưởng ngược lại 10 lần tiêu dùng phiếu giảm giá một tấm. Anh nhất thời trợn tròn hai mắt, nói cách khác chỉ cần Tần Tiểu Ngư cho anh tiền, anh có thể đạt được 10 lần hoàn trả. Tốt, hệ thống đây là muốn anh ăn cơm mềm của Tiểu Ngư nha nha. Lúc này Tần Tiểu Ngư đột nhiên nói lão Trần, ngươi ngẩn người, có phải bị ta mê hoặc hay không? Hắc hắc. Anh liền nhìn thấy bộ dáng tự kỷ của Tần Tiểu Ngư, cười nói Tần Tiểu Ngư, ta không nghĩ tới.
cậu mặc loại quần áo này đẹp như vậy, chờ tôi quay lại nghiên cứu, có thể mua lại cho cậu một bộ khác, sau này có thể thường xuyên mặc cho tôi xem. Tần Tiểu Ngư cười ha ha, lão Trần, tôi biết cậu là người biết thưởng thức, mặc đẹp như vậy, làm sao cậu có thể không động lòng được chứ? Được rồi, bây giờ tôi phiên cậu mặc cosplay cho tôi xem, cậu cũng phải mặc quần áo tôi mua cho cậu. Nhanh để tôi xem, mau đi thay nhanh đi, cậu ở phòng khách, sau đó chúng ta chụp thêm vài tấm ảnh. Anh đồng ý, chỉ chốc lát sau sẽ thay xong quần áo Tần Tiểu Ngư mua. Tần Tiểu Ngư thấy vậy đầy vẻ kinh ngạc, lão Trần, cậu đẹp trai như vậy sao? Mau tới đây chúng ta chụp mấy tấm ảnh chung, hai chúng ta quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, nhất định phải chụp thêm vài tấm nữa mới có thể vừa lòng. Tần Tiểu Ngư la hét nói, sau đó kéo anh chụp hơn một tiếng đồng hồ, trước sau không biết chụp mấy trăm tấm. Anh thật sự bội phục Tần Tiểu Ngư, cũng không biết kiên nhẫn từ đâu ra, hơn nữa càng chụp càng cao hứng. Sau khi chụp ảnh với Tần Tiểu Ngư, đã hơn 11 giờ đêm, Tần Tiểu Ngư hoàn toàn nằm trên sofa nhìn ảnh chụp. Lúc này anh đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi, thân thể anh hơi nghiêng liền trực tiếp ngã lên vai Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư vươn tay lắc lắc trước mắt anh, xác định sau khi anh ngủ thiếp đi, Tần Tiểu Ngư đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Lão Trần ngủ thiếp đi, vậy ta hôn hắn một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ? Không được không được, làm sao ta có thể đen tối như vậy chứ? Tần Tiểu Ngư vừa rồi còn chính nghĩa nói chuyện đấu tranh tâm lý, kết quả một giây sau trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Tần Tiểu Ngư nhẹ nhàng dựa vào trên mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó dùng hai tay che miệng nhỏ bé của mình, rất muốn cười nhưng lại sợ cười ra tiếng. Vạn nhất đánh thức lão Trần thì làm sao bây giờ, xấu hổ chít. Dù sao cũng là lần cuối cùng thì hôn thêm một chút, Tần Tiểu Ngư ở trong lòng lẩm bẩm, sau đó liền mở cái miệng nhỏ nhắn nhắm hai mắt lại. Lúc này anh đột nhiên tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Tiểu Ngư dần dần tới gần cái miệng nhỏ, Tần Tiểu Ngư bĩu môi. Ngươi muốn làm gì? Anh đột nhiên mở miệng trực tiếp dọa Tần Tiểu Ngư, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Lão Trần sao lại cố tình lúc này tỉnh lại nha, lão Trần có thể hiểu lầm mình là nữ sắc lang à. Xong đời, hình tượng thục nữ của mình không phải sắp sụp đổ sao? Tần Tiểu Ngư cuống quýt giải thích, lão Trần, tôi vừa mới ngủ thiếp đi, đối với tôi đang mộng du, tôi mơ thấy tiểu biểu muội của tôi, cho nên tôi vừa mới hôn em họ nhỏ của tôi, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a. Anh thấy thế vẻ mặt không nói gì. Tần Tiểu Ngư, cậu bịa ra vẻ mặt cũng phải thật một chút. Ai mộng du còn có thể tỉnh táo như vậy, còn có thể nói chuyện với tôi, cậu đừng giả vờ, cậu đừng tưởng rằng cậu vừa rồi chỉ muốn thừa dịp tôi ngủ chiếm tiện nghi. Nghe anh nói như vậy Tần Tiểu Ngư có chút hoảng hốt. Ta cần phải ngụy biện một chút, Phi Phi, ý tôi là tôi cần phải giải thích một chút. Tôi vừa rồi thật ra là, nói như thế nào đây, dù sao tôi cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt khẩn trương thật sự là đáng yêu. Làm cho anh cười cười, kết quả Tần Tiểu Ngư nói một câu trực tiếp cho anh. Lão Trần cậu sẽ không muốn báo cảnh sát đi, để cho chú cảnh sát bắt tôi lại đi. Anh vỗ trán Tần Tiểu Ngư cậu thật sự là một người ngây thơ, tôi là bởi vì chút chuyện này mà báo cảnh sát bắt cậu sao? Đó không phải là lừa bản thân mình sao? Dù sao thời điểm nghỉ hè của anh cũng lén hôn Tần Tiểu Ngư, hai người họ là nửa cân đối tám lạng. Nhưng chuyện này anh cũng không thể nói ra, Tần Tiểu Ngư cũng rất biết nắm bắt trọng điểm. Lão Trần, lời này của cậu có vấn đề, tại sao lại lừa gạt chính mình? Tần Tiểu Ngư rất tò mò một mực truy vấn, anh lúng túng cười cười, nghiêm trang lừa gạt đến mức ý của tôi là nói. Nếu như cậu bị chú cảnh sát bắt đi, quan hệ huynh đệ và trình độ tình cảm của hai chúng ta, làm không tốt tôi sẽ cùng cậu xa cách. Được rồi, chúng ta nhanh chóng về phòng ngủ đi. Nghe anh nói xong lời này, Tần Tiểu Ngư vốn có chút cảm động, trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc lão Trần trực tiếp như vậy sao? Tuy nói mình đối với lão Trần quả thật có hảo cảm như vậy, nhưng vừa lên liền như vậy có thể cũng quá nhanh hay không? Tần Tiểu Ngư thẹn thùng nhìn anh nói lão Trần, hiện tại loại quan hệ này có phải không thích hợp lắm? Cậu đừng hiểu lầm a, tôi cũng không phải cự tuyệt cậu. Tần Tiểu Ngư, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trong nháy mắt đỏ lên, lập tức nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, chùm đầu vào trong chăn. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, cô cảm thấy thật sự quá mất mặt. Tuy rằng chuyện này tương đối mất mặt, nhưng Tần Tiểu Ngư vẫn đem tình huống báo cáo với Vương Giai Giai một chút. Quả nhiên không có gì bất ngờ, lập tức bị Vương Giai Giai vô tình cười nhạo một trận. Bất quá có một chuyện Vương Giai Giai rất hiểu, Trần Khải cũng thừa dịp lúc cô ngủ lén hôn cô. Tiểu Ngư, cậu nhớ lại một chút, trước đó cậu có một chút ấn tượng mơ hồ, Vương Giai Giai lúc này có chút kích động. Cô ấy ngửi thấy mùi bát quái, nếu Trần Khải và Tiểu Ngư hai người bọn họ đều trộm hôn nhau, mỡ nha cũng quá ngọt ngào đi. Đây là Tần Tiểu Ngư cố gắng hồi tưởng lại một chút, nghỉ hè có một đêm mình ngủ thiếp đi, là lão Trần ôm mình về phòng. Đêm đó Tần Tiểu Ngư cảm giác mình giống như đang gặm móng heo, không phải đêm đó lão Trần cũng.